Xin chào tất cả anh chị, em là Khánh. Hôm nay Khánh và các anh chị đi đến với cái phần bảng báo giá mô hình định kỳ của dòng xe Outlander phiên bản 2.0. Hiện tại Outlander chỉ được phân phối trên thị trường Việt Nam kể từ năm 2022, đó là phiên bản Outlander 2.0. Thì Khánh và các anh chị sẽ đi đến với cái phần bảng báo giá mô hình định kỳ của dòng xe này, sẽ áp dụng cho cả hai phiên bản 2.0 STD tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp nha các anh chị. Rồi, Khánh xin phép giới thiệu, Khánh hiện tại là tư vấn bán hàng của nhà phân phối Mitsubishi Phương Nguyên. Nếu các anh chị nào có nhu cầu tư vấn cũng như mua các dòng sản phẩm của Mitsubishi thì hãy liên hệ vào số hotline bên dưới để gặp Khánh. Như thường lệ, trước khi đến với các bản báo giá mua dùng định kỳ của dòng xe Outlander thì Khánh xin phép giới thiệu cho các anh chị cái chương trình bảo hành của dòng xe này. Thì nếu các anh chị mua cái dòng xe Outlander thì sẽ được nhà máy Mitsubishi Motor Việt Nam bảo hành cho các anh chị là 3 năm hoặc là 100.000 km thì điều kiện nào tới trước. Với cái chính sách bảo hành này thì những cái vật tư hoặc là những cái liên quan tới vận hành như động cơ, hộp số, các cái hệ thống truyền động cũng như là hệ thống điện sẽ được bảo hành trong quá trình các anh chị sử dụng. Nếu cái lỗi hoặc hư hại mà không phải do các anh chị gây ra mà do lỗi từ nhà sản xuất thì toàn bộ chi phí thay thế cũng như là sửa chữa sẽ được nhà máy Mitsubishi Motor Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi, đến với phần bảng báo giá bảo dưỡng định kỳ của dòng xe Outlander thì Khánh xin phép giới thiệu cho các anh chị những cái phụ tùng mà các anh chị cần thay thế cho mỗi lần các anh chị đi bảo dưỡng thường xuyên. Đây, ở cột này các anh chị thì sẽ có các cái vật tư cũng như là các cái loại dầu bôi trơn mà các anh chị cần phải thay thế. Thứ nhất đó là dầu động cơ, thứ hai đó là vòi lót nút xả cạc te dầu, thứ ba là lọc dầu động cơ, thứ tư là lọc gió động cơ, cái thứ năm là lọc nhiên liệu, cái thứ sáu là buri, cái thứ bảy là dung dịch vệ sinh thắng và cái thứ tám là dầu thắng. Tám cái món phụ tùng này thì các anh chị sẽ thay thế theo từng cái cấp khác nhau. Thì Khánh xin phép trước khi đi qua các cấp thì ở đây các anh chị thấy giúp Khánh ha, đây là số lượng các anh chị thay thế cũng như là đơn giá. Rồi, đến với các cấp bảo dưỡng của dòng xe Outlander thì được chia làm 4 cấp chính và một cấp cuối cùng trong cái lần mà bảo hành của anh chị, đó là 100.000 km. Sẽ chia làm 4 cấp nha các anh chị. Thì Khánh và các anh chị sẽ đi theo từng cấp, mỗi cấp sẽ thay thế và cái chi phí mà các anh chị cần phải thanh toán cho mỗi cái cấp bảo dưỡng là bao nhiêu. Đi đến với phần cấp số 1 thì sẽ bao gồm các km như sau: 5.000, 15, 25 đến 95.000 km, hoặc là các anh chị sẽ tính theo tháng. Ví dụ như trong trường hợp các anh chị đi tới 3 tháng rồi mà vẫn chưa đến 5.000 km thì các anh chị cũng cần tới để đi bảo dưỡng định kỳ. Rồi, cứ mỗi 3 tháng ha, hoặc là 5.000 km. Với cái cấp số 1 thì các anh chị sẽ thay thế hai món như sau: thứ nhất là dầu động cơ, thứ hai là vòi lót và nút xả cạc te dầu. Với chi phí ở đây là 700 đến 6.000 đồng. Và chi phí công cộng với VAT 10% thì các anh chị cần phải chi trả ở cấp 1, đó là 1.007.600 đồng. Tuy nhiên ở cấp bảo dưỡng 5.000 km đầu tiên thì các anh chị sẽ được hoàn toàn miễn phí công. Thì ở đây miễn phí công nha các anh chị. Các anh chị chỉ tính cái phụ tùng, chi phí phụ tùng thay thế ở đây kèm với 10% thì nó đâu đó rơi tầm khoảng là 770 nha các anh chị cho cái cấp bảo dưỡng 5.000 km đầu tiên. Khánh và anh chị đến với cấp bảo dưỡng số 2, đó là các cái quãng đường sử dụng như là 10.000, 30.000, 50.000 km. Thì đến với cấp bảo dưỡng số 2 thì các anh chị cần thay thế 4 món như sau: thứ nhất là dầu động cơ, thứ hai là vòi lót nút xả cạc te dầu, cái thứ ba là lọc dầu động cơ, cái thứ tư đó là dung dịch vệ sinh thắng. Thì tổng cái chi phí phụ tùng kèm nhân công 1 giờ nha các anh chị, với lại VAT 10% thì các anh chị cần chi trả đó là 1.453.100 đồng. Rồi, Khánh và các anh chị sẽ đi đến với cấp bảo dưỡng số 3. Thì cấp bảo dưỡng này sẽ là các quãng đường sử dụng như là 20.000, 60.000 km. Với cái thời gian bảo dưỡng ở đây là 2 giờ và cái chi phí nhân công cứ mỗi giờ làm việc ở tại đại lý Mitsubishi Phương Nguyên thì là 300.000 các anh chị. Rồi, tổng các cái phụ tùng các anh chị thay thế nó cũng sẽ tương đương với cấp số 2, đó là 4 món. Với chi phí phụ tùng ở đây đó là 1.021.000 đồng kèm với lại 600.000 cái tiền nhân phí nhân công. Thì tổng các anh chị cần phải thay thế ở đây sẽ là 1.783.100 đồng. Thì ở đây các anh chị sẽ thắc mắc lý do vì sao bảo dưỡng cấp số 2 và cấp số 3 thì có thời gian chênh nhau tới gấp đôi thời gian và chênh cái tiền nhân công này là 300.000. Thì Khánh xin phép giới thiệu là cứ mỗi 60.000 km thì các anh chị cần phải thay lọc nhiên liệu ha. Ở đây ở cấp số 3, ở mỗi 60.000 km này thì các anh chị cần phải thay lọc nhiên liệu. Thì với cái chi phí mà thay lọc nhiên liệu sẽ là 3.643.200 đồng. Các anh chị sẽ cộng ở đây giúp Khánh với cái mỗi lần 60.000 km thì tổng cái chi phí nó sẽ rơi hơn 5 triệu đồng cho cái quãng đường các anh chị sử dụng là 60.000 km.
Rồi Khánh và các chị sẽ đến với cấp bảo dưỡng số 4 với các quãng đường sử dụng như 40.000, 80.000 và 120.000 km. Các anh chị cần phải thay thế các món như sau. Thứ nhất đó là dầu động cơ, thứ hai là vòi lót nút xả cạc tay dầu, thứ ba là lọc dầu động cơ, cái thứ tư đó là lọc gió động cơ, cái thứ năm đó là dung dịch vệ sinh thắng và cái thứ sáu đó là dầu thắng. Thì tổng cái chi phí mà các anh chị cần phải thay thế ở đây là 1.748.000 đồng kèm với lại 2,5 giờ chi phí nhân công và VAT 10%. Thì các anh chị cần phải thanh toán tổng cái chi phí ở đây đó là 2.747.800 đồng. Cái quãng đường sử dụng là 120.000 km thì các anh chị cần phải chi trả tổng hai khoản này thì nó rơi đâu đó hơn là 6.000.000 đồng nha các anh chị. Đến phần cuối cùng đó là bảo dưỡng 100.000 km với thời gian đây là 2,6 giờ và các phụ tùng các anh chị cần thay thế như sau. Thứ nhất là dầu động cơ, thứ hai là vòi lót nút xả cạc tay dầu, thứ ba là lọc gió động cơ, thứ tư đây là cái món mà khá là lạ đó là cái buri thì các anh chị cần phải thay thế, đó là 4 cái. Rồi cái tiếp theo đó là dung dịch vệ sinh thắng thì tổng cái chi phí chưa VAT của phụ tùng đó là 3.173.000 đồng kèm với lại chi phí nhân công là 780.000 và 10% VAT thì tổng chi phí các anh chị cần phải chi trả đó là 4.348.300 đồng. Rồi các cái lưu ý nhỏ dưới đây, ba cái lưu ý chính thì ở đây lọc gió điều hòa thì sẽ thay thế ở mỗi 15.000 km với chi phí là 894.300 đồng. Các anh chị nên thay thế để cho cái hệ thống làm mát của anh chị hoạt động ổn định cũng như là đỡ cái mùi hôi nha các anh chị. Rồi với cái lọc nhiên liệu thì như nãy Khánh giới thiệu ở mỗi 60.000 km thì các anh chị sẽ thay với chi phí là 3.643.200 đồng. Và tiếp theo với nước làm mát thì cứ mỗi 40.000 km các anh chị sẽ được khuyến cáo kiểm tra hoặc là thay thế và bắt buộc phải thay thế ở cái quãng đường sử dụng đó là 160.000 km với số lượng là 4 lít và cái chi phí ở đây là 301.400 đồng. Thì Khánh khuyến cáo các anh chị nên thay thế cái nước làm mát này cho mỗi 40.000 km để cho cái động cơ của anh chị hoạt động ổn định, tản nhiệt tốt cũng như là tiết kiệm nhiên liệu và tăng cái độ bền cũng như là tuổi thọ của chiếc xe. Rồi cái lưu ý thứ ba đó là dầu hộp số CVT cũng kiểm tra hoặc thay thế mỗi 40.000 km với số lượng là 9 lít và số tiền các anh chị cần chi trả là 2.193.000 đồng. Rồi với cái bản bảo dưỡng định kỳ Khánh vừa giới thiệu cho các anh chị thì đây là cái mức mà các anh chị cần chi trả với cái chi phí bảo dưỡng định kỳ tiêu chuẩn nha các anh chị. Trong quá trình các anh chị đi lên bảo dưỡng tại các đại lý của Mitsubishi Moto Việt Nam thì các anh cố vấn dịch vụ sẽ tư vấn thêm cho các anh chị các cái dung môi cũng như cái dung dịch giúp cho cái việc vận hành xe ổn định cũng như là tăng độ bền cho các cái chi tiết trên ô tô của các anh chị. Thì nó sẽ có thể độn các cái chi phí lên hoặc là các cái chi phí sửa chữa bảo dưỡng hoặc là các anh chị làm bảo hiểm. Đây sẽ là cái mức mà các anh chị có thể dự trù được các số tiền các anh chị đi bảo dưỡng mỗi cấp. Khánh và các anh chị đã đi qua hết cái bảng báo giá chi phí bảo dưỡng định kỳ của dòng xe Outlander phiên bản 2.0. Trong cái quá trình các anh chị xem video có khoản nào thắc mắc hoặc là cần Khánh giải đáp thì bình luận ở phía dưới. Thì với cái thuật toán của YouTube thì thích những cái video có nhiều lượt like thì sẽ được đề xuất lên. Thì các anh chị nếu những cái video như thế này hay thì Khánh xin phép các anh chị cho Khánh một lượt like và nhớ đăng ký kênh của Khánh để nhận được những video mới nhất. Trong những video tiếp theo thì Khánh sẽ làm bản báo giá bảo dưỡng định kỳ của dòng xe cuối cùng, đó là dòng xe Pajero Sport phiên bản 1 cầu và phiên bản 2 cầu.